Higher Body. Có ba cặp động từ mà chúng ta thường hay nhầm lẫn. Đó là động từ spill or pour, knot or bow, raise or rise. Thì đầu tiên mình nói đến cái cặp đầu tiên là cái động từ spill hay là pour. Thì cái từ spill có nghĩa là chúng ta làm cái gì cho nó đổ ra. Chúng ta hất đổ cái gì đó hoặc chúng ta làm cái gì nó đổ xong rồi nó tràn cái nước đó ra trong ha. Còn cái từ pour có nghĩa là chúng ta đổ cái gì đó vào. She spilled coffee on my new shirt while she was trying to pour it into my glass. À, có nghĩa là cái cô này cố làm đổ cái cà phê đến cái áo của tôi khi mà cô này cố đang cố đổ cái cà phê trong cái ly nước. Cái cặp từ thứ hai nữa là cái động từ nod và từ bow. Từ nod có nghĩa là chúng ta gật đầu để chúng ta diễn tả một cái sự đồng ý, thường là diễn tả một cái sự đồng ý. Còn từ bow có nghĩa là chúng ta cúi người lại, cúi gập người lại các bạn. Thường chúng ta để chào ai ha, hoặc là chúng ta cảm ơn ai. Cái đó là thường người Nhật chúng ta hay làm, thấy người Nhật chúng ta hay làm đó ha. When I suggested going to the cinema, they nodded. They bow to the queen when they see her. À, thì có nghĩa là chúng ta cúi chào nữ hoàng, chúng ta cúi sâu người xuống đó các bạn. Cái cặp từ thứ ba là cái từ raise và từ rise. Thì cái từ raise nó là một cái intransitive verb nha các bạn. Tức là nó cần một cái object đi phía sau nó, tức là một cái noun đi phía sau nó, tức là nâng nâng cái gì đó lên. Còn cái từ rise nó là intransitive verb, cho vậy mà nó không cần một cái object đi sau sau nó. Và tức là một cái gì đó từ từ nó đi lên thì chúng ta dùng từ rise. Ví dụ như mình nói là the prices are rising this week, tức là giá đang tăng lên tuần này, từ 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 tăng lên. If anyone has a question, raise your hand. Tức là nếu ai có câu hỏi thì đưa tay lên. Chúng ta raise your hand, đưa cái tay lên. Đó là những cái động từ mà mình thấy rằng là nhiều người chúng ta hay nhầm lẫn giữa hai cái đó. Thanks for watching.